hốt cái gì mà để cái bạch vô để mày đủ mà không hốt được cái gì hết. Thôi ơi khách hàng ơi, để cho mấy anh đi thôi. Tại rồi ăn đại đi. Để đừng nói gì. Rồi lụm vô. Bỏ lại cho người ta đi chợ. Lấy đi. Còn đóng mà. Nhiều đó lo nhậu. Đó bà ơi. Hốt cái xí vô đi.